Xin chào tất cả các anh em đã đến với cái kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Nhật Hoài và hiện tại thì mình đang ở cái phòng studio thu clip triệu đô của Trader Việt. Bên cạnh mình là một chồng hai chục thùng mì gói để cứu đói mỗi khi anh em Trader Việt trade thua lỗ nha anh chị. Cái clip thì ngày hôm nay mình sẽ nói về một cái mẫu hình gọi là mẫu hình đa năng, tên là Inside Buy. Mẫu hình này gọi là một mẫu hình đa năng là bởi vì nó anh chỉ có thể vận dụng nó để giao dịch tiếp diễn xu hướng và vẫn có thể vận dụng nó để giao dịch đảo chiều. Nhưng mà đảo chiều ở đây không phải là đảo chiều xu hướng nha anh chị, chỉ là như thế nào thì anh chị xem tiếp clip. Thì cái clip trước của mình là về pin ba, mẫu hình được gọi là mẫu hình quan trọng nhất trong Branson. Anh chị nếu muốn xem lại thì anh chị xem trong cái phần mô tả của clip nha anh chị. Đó là một pin ba là một mẫu hình rất là quan trọng và mình nghĩ là anh chị nên xem trước khi xem cái clip này. Rồi hôm nay chúng ta sẽ nói về Inside Buy. Trước khi đi sâu về Inside Buy thì chúng ta xem ngay cái clip ngày hôm nay chúng nó sẽ nói về vấn đề gì. Thứ nhất, Inside Buy là gì? Thứ hai, cách giao dịch Inside Buy tiếp diễn, và thứ ba là cách giao dịch Inside Buy đảo chiều. Rồi Inside Buy là gì? Inside Buy đơn giản là một mẫu hình như thế này nè anh chị. Nó gồm có hai nến, đôi khi nó có thể gồm nhiều nến, nhưng mà cơ bản nhất cái hình dạng mà nguyên thủy nhất của nó là bao gồm hai nến, không quan trọng là nến tăng hay nến giảm nha anh chị. Và cái điều quan trọng ở đây là đỉnh và đáy của nến đứng trước phải bao bọc toàn bộ đỉnh và đáy của nến đứng sau. Anh chị thấy không ạ? Nến đứng trước này có đỉnh và đáy bao bọc toàn bộ nến đứng sau. Nó được gọi là Inside Buy. Thì nến Inside Buy nó sẽ có nhiều dạng, có dạng là khi mà nến Inside Buy nó sẽ gồm hai nến, đó là nến mẹ và nến Inside Buy. Trong đó nến mẹ sẽ bao bọc toàn bộ đỉnh và đáy của nến con. Thì anh chị sẽ có lúc mà anh chị thấy nến Inside Buy nằm chính giữa của nến mẹ, đôi khi thấy nến Inside Buy là nến con á nằm ở về phía trên, và cũng đôi khi là thấy nến con nằm về phía dưới của nến mẹ. Nhưng tụ chung lại, tất cả các nến Inside Buy đều phải thỏa mãn một điều kiện, đó là đỉnh và đáy của nến mẹ phải bao bọc toàn bộ đỉnh và đáy của nến con. Cái đầu nến không được thọt ra phía ngoài nha anh chị, phải nằm toàn bộ bên trong luôn. Đấy, thì cái câu chuyện của Inside Buy là gì? Inside Buy cho thấy thị trường đang tích lũy. Tích lũy tức là sao ạ? Anh chị biết là thị trường nó có 3 dạng. Một là xu hướng tăng, hai là xu hướng giảm, và thứ ba là không có xu hướng. Thì cái tích lũy này nó thuộc vào nhóm thứ ba, tức là không có xu hướng. Không có xu hướng có thể hiểu là nó đang đi ngang hoặc có thể đang nằm trong một cái tam giác nào đó. Và đặc điểm đó là khi mà thoát ra khỏi cái vùng không có xu hướng này là thị trường sẽ tạo ra được một cái động lực đẩy giá đi rất là xa. Anh chị tưởng tượng thị trường lúc này đang giống như là một cái lò xo đang bị nén vậy á. Khi mà giá thoát ra khỏi cái vùng giá lò xo này thì nó sẽ có được một cái động lực phá ra rất là mạnh, đi rất là mạnh. Không biết là đi lên hay đi xuống nha, nhưng chúng ta biết là sẽ đi theo một hướng nào đó và cái hướng đó sẽ rất là mạnh. Và chúng ta sẽ tận dụng cái động lực tăng đó và hay là cái động lực giảm đó để kiếm lợi nhuận bằng Inside Buy. Thì cơ bản cái ý tưởng giao dịch về Inside Buy là nó như vậy. Chúng ta sẽ tận dụng một cái động lực tăng hoặc là giảm nào đó của giá sau khi tích lũy trong một cái cụm nến Inside Buy để kiếm được lợi nhuận. Thì cơ bản cách vào lệnh của Inside Buy như thế này. Anh chị chưa cần để ý là buy hay sell nha anh chị. Buy hay sell, khi nào buy khi nào sell thì mình sẽ nói sau. Còn bây giờ cơ bản anh chị khi mà gặp một Inside Buy, anh chị có thể vào lệnh như thế này. Nếu anh chị kỳ vọng giá sẽ giảm sau Inside Buy thì anh chị đặt một lệnh sell stop tại đáy của nến mẹ và dừng lỗ tại đỉnh. Đơn giản đúng không ạ? Nếu anh chị kỳ vọng giá sẽ tăng lên, giá sẽ phá vỡ lên sau Inside Buy thì anh chị đặt một lệnh buy stop tại đỉnh của nến mẹ và dừng lỗ tại đáy. Tương tự ở bên này, nếu anh chị kỳ vọng giá sẽ phá lên khỏi Inside Buy này thì anh chị sẽ đặt một lệnh buy stop tại đỉnh và dừng lỗ tại đáy. Anh chị hoàn toàn có thể kéo rộng cái dừng lỗ này ra một chút
kéo có thể kéo ra vùng này hoặc là xa hơn cũng được. Đó, miễn sao cái tài khoản của anh chị có thể chịu nổi. Để em làm gì ạ? Để là tránh những cái cú phá vỡ giả, tránh những cái cú stop hand khi mà giá rơi xuống đây và tăng lên lại, thì lệnh của anh chị thì stop loss của anh chị sẽ chưa bị dính. Nhưng mà thông thường là mình nghĩ là nên đặt ngay chính xác tại đáy của Insaba là đủ rồi. Rồi, vậy thì khi nào sell, khi nào buy? Chúng ta sẽ có hai cách đánh giá thị trường khi mà gặp Insaba. Thứ nhất là Insaba tiếp diễn. Cơ bản ý tưởng là anh chị thấy một cái đoạn giá tăng, gặp Insaba và anh chị kỳ vọng là giá sẽ phá lên, tiếp diễn đà tăng của Insaba. Đơn giản đúng không ạ? Cơ bản là anh chị thấy Insaba này và anh chị kỳ vọng là nó sẽ tiếp diễn cái sóng tăng trước đó, thì anh chị vào lệnh như thế nào ạ? Đó là đặt một lệnh buy stop tại đỉnh của nến mẹ và dựng lỗ tại đáy. Đó chính là Insaba tiếp diễn. Thì khi nào ta sẽ kỳ vọng là giá sẽ tiếp diễn sóng tăng trước đó hay là sóng giảm trước đó? Khi mà ta thấy cái sóng tăng hoặc là sóng giảm đó là một sóng tăng hoặc giảm mạnh, và Insaba này cái vị trí của nó là không phải là một cái vị trí quan trọng trên biểu đồ, tức là nó không nằm ở cái một cái vùng hỗ trợ kháng cự nào hết, nó đang nằm ở cái vùng lơ lửng lửng trên biểu đồ. Anh chị thấy ví dụ nè, ở đây chúng ta có các Insaba tiếp diễn sóng xu hướng giảm rất là mạnh của, đây là biểu đồ dầu, dầu đang có xu hướng giảm mạnh. Do đó khi mà giá hình thành các Insaba như thế này, đây là cái Insaba nhiều nến nha anh chị, tức là nến mẹ nó bao gồm nhiều nến con ở bên trong thì vẫn được gọi là Insaba. Xu hướng giảm đang mạnh và giá hình thành một Insaba, các Insaba này không nằm tại vị trí quan trọng nào trên biểu đồ hết. Anh chị thấy để ý, những Insaba này, những đằng trước nó không có một cái đỉnh hoặc đáy nào hết, hoàn toàn không có cái nến nào luôn, tức là nó đang nằm một vị trí lơ lửng trên biểu đồ, lơ lửng thì khả năng phá xuống rất là cao. Khi mà xu hướng giảm đang mạnh như thế này thì cách vào lệnh đơn giản nhất là anh chị đặt một lệnh sell stop tại đáy của nến mẹ và dừng lỗ tại đỉnh. Ở đây cũng vậy, anh chị đặt lệnh sell stop tại đáy của nến mẹ và dừng lỗ tại đỉnh. Anh chị nhớ hai cái điều kiện khi mà đánh Insaba tiếp diễn nha. Thứ nhất là xu hướng phải là đang mạnh, tăng hay giảm là được. Xu hướng tăng phải là mạnh hoặc là xu hướng giảm cũng phải là mạnh. Và cái vị trí của Insaba này nè, vị trí của những cái setup này nè, là nó phải ở một vị trí nào đó lơ lửng trên biểu đồ. Lơ lửng tức là trước nó, anh chị thấy nguyên có khoảng không trước này không ạ? Nguyên một khoảng không luôn, không có một cái nến nào, tức là gần như là nó không có bị cản trở gì hết, nó hầu như không có bị cản trở. Do đó khả năng phá xuống tiếp tục là rất là cao. Do đó khi đó anh chị sẽ đánh tiếp diễn Insaba tiếp diễn. Rồi, trường hợp nào thì đánh Insaba đảo chiều? Insaba đảo chiều thì ý tưởng ngược lại thôi. Ngược lại là anh chị kỳ vọng khi giá tăng lên hình thành Insaba thì anh chị kỳ vọng là giá sẽ phá xuống và đảo chiều. Khi gặp trường hợp này anh chị vào lệnh như thế nào ạ? Anh chị đặt một lệnh sell stop tại đáy của nến mẹ và dừng lỗ tại đỉnh. Ngược lại với cái kia thôi. Thì khi nào chúng ta sẽ nhắm tới cái việc là đánh Insaba đảo chiều ạ? Đó là cái điều kiện quan trọng nhất nha. Insaba này phải nằm tại một hỗ trợ hoặc kháng cự nào đó quan trọng trên biểu đồ. Tức là Insaba này nó nằm ngay tại một vùng kháng cự quan trọng, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là ở trên đây có một cái lực bán xuống rất là mạnh. Đó, chúng ta sẽ kỳ vọng là Insaba này sẽ đảo chiều. Thì ví dụ đây là cặp EU. Anh chị thấy EU đang có xu hướng giảm đúng không ạ? Thì trong xu hướng giảm này EU mới có một cái sóng tăng lên và hình thành một Insaba ngay tại vùng kháng cự quan trọng. Kháng cự quan trọng là ngay tại vùng đỉnh cũ nè anh chị, đây, ngay cái vùng đỉnh cũ, nằm ngay vùng đỉnh cũ luôn. Thì đây là chúng ta kỳ vọng là đang có một cái lực bán xuống rất là mạnh quanh cái vùng giá này. Thì khi đó ta sẽ kỳ vọng là Insaba này có thể đảo chiều cái sóng tăng trước đó. Lúc đó ta đặt một lệnh sell stop tại đáy của nến mẹ và dừng lỗ tại đỉnh. Anh chị thấy không ạ? Rất là đơn giản. Rồi, chúng ta cùng xem qua vài ví dụ trên MT4 về Insaba nha anh chị. Trên cặp AUD gần đây anh chị thấy có xu hướng giảm đúng không ạ? Xu hướng giảm và giá hình thành một Insaba. Đây, Insaba này đây.
ngay tại vùng kháng cự quan trọng của biểu đồ. Đây đây là một kháng cự rất là quan trọng, ngay vùng đỉnh cũ luôn. Giá hình thành một INSA 3 ngay tại đỉnh cũ, thì khi đó ta sẽ kỳ vọng là sóng giảm, sóng tăng này sẽ đảo chiều sang giảm. Rồi ta đặt một lệnh sell stop tại đáy và dừng lỗ tại đỉnh của nến mẹ. Đơn giản đúng không ạ? Cái setup này dẫn tới một sóng giảm rất là mạnh, kinh khủng luôn. Rồi một ví dụ nữa. Đây là setup INSA 3 đảo chiều của cặp Uchi. Anh chị thấy INSA 3 này không ạ? Mình đánh dấu đây nè. Đây, INSA 3 này hình thành ngay tại một vùng kháng cự quan trọng luôn. Đây, anh chị thấy cái vùng đường ngang này là một vùng kháng cự quan trọng. Và khi giá tiếp cận vùng này và hình thành một INSA 3, ta sẽ kỳ vọng là giá sẽ đảo chiều giảm. Vì đó ta đặt sell stop tại đây và dừng lỗ trên đây. Và điều anh chị nhớ là phải có xu hướng giảm nha anh chị. Anh chị thấy rõ ràng Uchi lúc này khi mà nó phá cái đáy này nè là nó đã hình thành xu hướng giảm rồi. Do đó sau khi hình thành một cái sóng điều chỉnh như thế này, anh chị có thể sell ngay tại đây. Đó là hai ví dụ đẹp về INSA 3 đảo chiều. Còn INSA 3 tiếp diễn thì có cặp nào đẹp ạ? Hình như là gần đây là có GU. Anh chị thấy GU đang có một sóng giảm rất là mạnh. GU tổng quan đang có xu hướng giảm nha. Và giá hình thành một INSA 3 ngay cái sóng giảm này, và chúng ta có thể kỳ vọng là giá sẽ giảm tiếp diễn hai INSA 3 liên tục, anh chị thấy không ạ? Đây cũng là một INSA 3 nè, và giá đang cái nến D1 ngày hôm nay đang phá cái INSA 3 này, thì chúng ta kỳ vọng là giá sẽ giảm tiếp tục sau INSA 3 này vì xu hướng giảm đang mạnh nha. Rồi thì trên đây là vài cái điều lưu ý về mẫu hình nến đa năng của Branson, đó là INSA 3. Anh chị nếu thấy thích clip và thấy clip hữu ích thì anh chị nhớ bấm like và bấm subscribe trên kênh của Trader Việt nha. Những clip tiếp theo thì mình sẽ nói về những cái cách, mình sẽ nói về một mẫu hình nến thứ ba, đó là Fakey. Cũng là một mẫu hình nến rất là quan trọng, rất là mạnh của Branson. Và anh chị đón xem những clip tiếp theo của Trader Việt nhé. Xin chào.